Đỉnh quá đỉnh một coi này. Sang năm anh trồng nhiều đi rồi em đặt. Thiệt, nói thiệt. Đất thuê. Thì sang năm anh kiếm chỗ đi, còn không mà em sẽ đầu tư chỗ cho anh trồng rồi em lấy. Nói thiệt chứ, trồng kiểu này là sang năm em sẽ hợp tác với anh. Anh em xem cái cây đó. Cái thằng to cứ mà anh em xem họ trồng cái chậu này. Trời ơi, chậu này là chậu 55, chậu 55 nha. Anh em xem này. Trời. Quá trời đẹp luôn. Còn đây nè, thằng nào thằng nấy ú mập như sumo thôi chứ. Thứ gì chịu cho nổi anh em. Ngón tay của mình nè anh em. Ngón tay của mình nè. Trời ơi, vậy thôi chứ. Ngón tay của mình nè. Cái này là trống. Cái nụ nè anh em. Cái nụ hiện tại á, anh em có xem cái ngón tay của mình nè. Đó. Ngón tay giữa nha. Không có đối thủ. Có thể nói là biểu tượng của Quảng Ngãi quê mình nha. Trồng hoa mà đẹp cỡ này là đúng là biểu tượng luôn á. Đẹp quá mọi người ơi.
ơi, không ngờ luôn anh em. Chìm đập dưới hết trời. Mấy cái này anh sỉ hay là để bán lẻ? Sỉ hả? Cái chậu chậu này là mấy mươi vậy? 75 á. 75 hả? Giờ có vụ 75 nữa hả? Chung là mình nó có cái máu chậu hồi giờ mình là 30 75 rồi. 75 À, 75 là anh sỉ cho họ giá nhiêu? 440. 440 mà 75. Nó là rẻ ghê không? Đúng không? Hoa hoa cỡ này mà tại vì thường thường mà nếu mà chậu 70 là có nhiều người họ họ hô lô tô tới 450 rồi đó. Không, cái này đúng là giờ tôi đi bón nó cho đó cho đúng là 4 rưỡi thằng bay 4 rưỡi 4 rưỡi nhưng mà bông nó cũng tương đương với tôi mấy người Ờ à, thì đó. Trời ơi quá. Như cái trúc ấy hả? Như cái sậy luôn á con này. Trời. Khiếp thiệt con này. To như cái trúc luôn á, đâu phải vậy. Mà sao năm nay trồng ghê quá vậy? Hả? Nó mấy to cỡ này không? Cỡ này luôn đúng không? À, công thức một bài đó đúng không? Dạ đúng rồi. Mới trong thằng thằng cu ấy ra chứ đâu. Chạy vô rồi chạy ra. Trời ơi cái này thì bông to cỡ nào hả? Khiếp thiệt. Đúng rồi, cây to khỏe thì bông mới to. Ờ, cho em hỏi thử là anh có chậu nhỏ không? Chậu nhỏ kia kìa là chậu mấy vậy? Chậu bên kia kìa đó. Anh này, đây này. Số 10 thì giá nhiêu? 220 hả? Đù. Trồng đẹp vậy mà bán rẻ dữ vậy nè. Đúng ra là rẻ đó. À vậy hả? Chứ nhiều 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 thằng mắm nó có số ồn mà nó lô tô dữ lắm. Mấy thằng nó mua đi bán lẻ nó bốn giá cao lắm. Không, có nghĩa là mấy thằng vườn á, mấy thằng vườn á mà kiểu giống như là cúp sáu chứ không có sinh mà nó hô giấy mà cũng có thằng nó mua. Vì lúc đầu á thì mình nói chung là mình bốn thì giá lợn này thôi, còn sau về sau nó là người gì đi mua đó, nó Dạ bán giá cao hơn nên mình bây giờ bán mối mà tốt lắm. bông mới đúng không? Thằng nào mà nó hốt cái vườn này thì thôi nó ấm á hả? Không, nói chung là thì nói chung ra chợ thì tùy tháng năm, nhưng mà có năm nào đi nữa mà hốt cái vườn cúc này thì không không sợ sể đúng không? Sinh thì bà bán nhanh đâu. Ừ, cái này là chợ chừng 27 là bán hết rồi, nếu mà đem ra chợ Bông thì nó có đỉnh rồi, đỉnh rồi. đỉnh quá đỉnh con này. Đang đi gần lá cây không thấy gì. Sang năm anh trồng nhiều đi rồi em đặt thiệt, nói thiệt Không phải trồng được nhưng mà đất ra giao thì hạn chế lắm, mình không có đất thuê không. đất thuê thì sang năm anh kiếm chỗ đi, còn không mà em sẽ đầu tư chỗ cho anh trồng rồi em lấy. Nói thiệt đó chứ, trồng kiểu này là sang năm em sẽ hợp tác với anh, sang năm em sẽ tìm anh em hợp tác. Đỉnh quá đỉnh mấy anh em. Này. Thằng nó dày thì thôi chứ. Cái quan trọng là anh em thấy lá này. Cái lá nó một nùi luôn. Nhiều người ấy là cái chỗ đây nè, họ cho nó thò bông nó dài lên vậy, nhưng mà ở đây thì nó ngắn ngắn thôi.
quá đỉnh. Thậm chí là một cây mà hai bông ba bông vẫn cứ to. Cho anh em xem cái thân của nó nè. Đẹp lắm nha anh em. Hai cái bông nó sát nhau nè. Nói chung là nó săn sát nhau không à, chứ nó không có thưa bông. Anh em xem nè, nó gần nhau hết á, chứ nó không có thưa nha. Quan trọng là cái thằng nó ú nữa nha mọi người, ú. Và cái độ mình nói lại là ở quê mình là không có cấm cặp từng từng cặp từng cặp nha, mà mọi người thấy nè, nó vẫn hình chóp này, biết chưa? Biểu tượng của quê mình nha mọi người, ở đây. Ghê chưa? Cái này cao tầm khoảng cỡ 1,5 m nha, hơn 1,5 m. Tôi coi hứa chính xác là khoảng cỡ 1,5 m đó. Người nào mà cao dưới 1,5 m là không thấy bông đâu. Anh em xem đã kinh không? Đẹp quá mọi người ơi. Quá đẹp. Đẹp quá, đẹp quá. Pha lê nha mọi người. Này chậu số 10. Chậu cúc số 10. Cao cũng tầm cỡ 1,3 m đó. 1,3 m. Thằng Unu là thằng Unu là hôm nay là ngày 11 nha. Ngày 11 thì cái mặt bông nó cỡ này rồi mọi người. Cỡ 15 này là nó xé gương là được. Có nghĩa là ngày 15 cái gương này trắng trắng này nó xé ra. Nó có cái màu vàng vàng phớt 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 là vô Tết. Mọi người xem cái thân của nó nè.
người ta trồng cái chậu 60 mà đẹp hơn cái chậu 70, 80 của người khác á. Wow, quả bắp nè. Đúng rồi, trồng quá đỉnh luôn á. Thần to đúng. Chậu đây là không có cắm cháy nhưng mà cắt cơi nó tạo cái hình chốt nha mọi người này, theo cái hình chốt này. Ở quê mình không có cái chuyện là mỗi cây một cái cặp mà chỉ là thả lưới thôi này, thả lưới này. Nhưng mà khi mà cắt cơi hai á thì sẽ cắt theo cái kiểu là ở trong là cắt cao lên, ở ngoài là cắt thấp xuống. Bởi vậy mà bây giờ mọi người sẽ thấy là nó có hình chốt này, hình chốt đó, như cái chậu đây là rất là rõ này, mọi người thấy này, hình chốt ha. Trời ơi, có cái thằng này. Không có từ nào để diễn tả. Giờ này mà mọi người thấy cái bắp này. Không. Ngón tay của mình đó nha mọi người. Thì cứ cái thân mà nó to thì cái búp nó sẽ to, bông nó sẽ to. Mọi người lưu ý là khi mà mình đi mua hoa để mà mình bán Tết á, ví dụ như mình muốn mua hoa để mình bán Tết á, thì mình nên lựa những cái vườn nào mà cái thân nó to nè, đúng không, cái thân nó to nè, thì cái búp nó sẽ to và cái bông nó sẽ to. Chứ chúng ta đừng có lựa những cái vườn mà nó có cái, nói chung là giống kiểu như cúc mà nó đẹp thì chúng ta sẽ bán nó mau. Còn cúc nó xấu á, thì chúng ta cũng bán được thôi nhưng mà nó chậm lắm. Thay vì bây giờ á, là người ta họ đi mua thì người ta sẽ chọn hoa đẹp hơn là người ta họ đi mua, người ta họ chọn cái hoa xấu về người ta họ trưng. Tâm lý là như vậy đó thôi. Mọi người xem, trời ơi, không có từ nào để diễn tả mấy cái cây cúc này luôn á. Ở quê mình cúc thì ví dụ như chậu này tầm khoảng cỡ 22, chậu 60 mọi người. Chậu 60 giá sỉ là 22, 20 tới 22. Ví dụ như cúc này đẹp này là cỡ 22. Còn cúc nó hơi xấu xấu thì nó sẽ có giá là 20. Đây là chậu 60 nha. Thì trong một cái clip mình đã quay cái giá cả cho mọi người xem rồi. Chậu nào chậu nấy nó hình tháp hết nha mọi người, chứ không phải là bằng đâu. Đó, mọi người thấy này không, nó hình tháp hết. Mọi người lưu ý nha, cúc ở quê mình ví dụ như chậu 60 này, nếu mà mắc lắm á, gọi là đẹp thì nó sẽ có giá là 22. Còn vừa vừa thì có giá là 20. Đó là đối với chậu 60 nha. Quá đẹp luôn. Nhìn cái chậu 60 của họ này mọi người, xem nè. Thằng u nu nà hết à. Mình sẽ quay vài đám cho mọi người xem ha.